Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Long, là luật sư trong lĩnh vực luật kinh doanh và luật sở trí tuệ. Và gần đây, tôi biết đến như là một người nói chuyện trước công chúng và có rất nhiều người hỏi tôi về cái giọng của tôi làm thế nào mà có cái giọng đọc và cũng như là cái giọng nói ở trên sân khấu mà có thể truyền được động lực cho mọi người. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị cách mà chúng ta luyện tập cái giọng để làm sao mà chúng ta có thể truyền được cảm hứng cho những người khác à, Tôi biết rằng là cái việc mà à, truyền được cảm hứng cho những người khác ấy, thì nó có rất là nhiều cái lợi ích trong cuộc sống của chúng ta à, để chúng ta có thể là làm quen mở rộng với mối quan hệ của mình để mà người khác có thể lắng nghe mình à, cũng có thể là cái giọng nói của chúng ta truyền cảm hứng thì à, cũng có thể ảnh hưởng tới cái việc chúng ta đàm phán à, trong cuộc sống những cái việc nhỏ như là trong gia đình hay trong xã hội hay là trong kinh doanh thì chúng ta đều cần có những cái giọng truyền cảm hứng. Và đặc biệt là những anh chị nào là đang làm lãnh đạo thì đều cần có một cái giọng truyền cảm hứng để chúng ta có thể lãnh đạo đội nhóm, truyền cảm hứng cho động lực à, cho đội nhóm để đội nhóm có thể làm việc được tốt hơn. Thế thì à, như tôi đang nói ở đây là tôi chỉ đang nói thôi chứ không có cái tài liệu nào ở trước mặt mình cả. À, và tôi sẽ trong cái video này Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm sao để mà nói chuyện truyền cảm hứng. Thế thì uh, trước hết thì các bạn uh, muốn uh, tiếp tục được uh, theo dõi những cái video của tôi thì hãy nhớ là bấm vào cái nút uh, đăng ký kênh ở bên dưới để các bạn có thể theo dõi những cái video khác của tôi nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh ở bên dưới. Thì trước hết thì tôi cũng uh, chia sẻ với các anh chị rằng là um, tôi cũng giống như các anh chị À, khi mà sinh ra thì chúng ta đều không biết nói, chúng ta chỉ biết khóc thôi và chẳng có ai mà à, biết nói ngay từ cái ngày đầu chúng ta sinh ra cả. Và ngày hôm nay mà các anh chị đang nghe thấy giọng của tôi nói này thì đây là hoàn toàn là cái giọng mà do uh, luyện tập mà có. Thế thì ở trong cái video này là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách mà để chúng ta có thể luyện tập để mà có được cái giọng mà, uh, như tôi đang nói ở đây. Thế thì uh, cách đây nhiều năm ấy thì tôi cũng giống như các anh chị. Tôi cũng đi học trong lớp, tôi còn nhớ là cấp 1 Khi đi đọc, có cái bài tập đọc, cô giáo cho mình bài tập về nhà Rồi làm kiểm tra ở trên lớp Thì tôi không bao giờ được cái điểm cao cả Do cái giọng của mình nó không hay Và khi mà bị cái điểm thấp như vậy Thì tôi nghĩ rằng là mình có cái giọng nói nó không hay Và cái bi kịch đối với tôi trong cái thời trẻ đó, thời bé đó là Vì mình nghĩ là mình có cái giọng không hay nên mình rất là ngại giao tiếp với mọi người, mình ít nói, mình sợ, mình nói không hay. Cho nên là trong cái, khi còn bé, không trong cái tuổi thơ cấp 1, cấp 2 như vậy thì à, tôi đã thực sự là sống khép kín mình và không nói chuyện với nhiều người. Vì mình à, cảm thấy rằng là mình nói không hay à, với những người khác. À, thế rồi à, khi mà bắt đầu lớn lên ấy, thì à, tôi bắt đầu mua được cái điện thoại Nokia đầu tiên đấy các anh chị. Nhưng mà cái điện thoại Nokia thì nó cho phép là mình à, ghi âm Cho nên có một lần là tôi thử ghi âm Sau đó thì mình nghe lại Thì thực sự là tôi biết rằng là Các anh chị cũng giống như tôi cũng đã tử một lần ghi âm cái tiếng nói của mình Và khi mình bật cái tiếng ghi âm lên ấy, thì mình không thể tưởng tượng được Mình nghe nó cứ chán chán nghe nó cứ rùng rợn nghe nó cứ dởn ra gà nói chung là mình không thích nghe lại cái giọng của mình thì không biết thì các anh chị có giống tôi không nhưng mà uh, những cái ngày đầu tiên đó thì đúng là thảm họa tôi không thể nào mà, mà gọi là ngửi được cái giọng của mình nhưng chính vì thế thì tôi càng tin tưởng rằng là các, chắc là cái giọng của mình nó không hay thế nhưng mà uh, khi mà trở thành uh, cái người luật sư làm nghề tư vấn ấy, thì tôi phát hiện ra một điều rằng là nếu mà tôi nói chuyện qua điện thoại uh, thì đầu bên dây bên kia họ rất là lắng nghe tôi rồi uh, tôi gặp trực tiếp khách hàng ở văn phòng đấy tôi uh, tư vấn cho họ thì thường tôi nghe thấy họ im lặng và họ lắng nghe tôi mà rồi có một lần tôi để được mời đến một cái trường đại học để mà nói về cái luật sở hữu trí tuệ cho sinh viên của cái khoa thương mại đó thế thì tôi thấy các em sinh viên là ngồi yên và lắng nghe và về thì tôi mới hỏi ekip của tôi là này các em thấy cái giọng của tôi nói nó có hay không thì mọi người nói là hay nhưng mà tôi nghe lại cái băng ghi âm thì tôi thấy nó 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 vẫn là 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 không mình không thích nghe cái giọng của mình tí nào cả à thì tôi phát hiện ra một cái điều rằng là ở đây là thế này là mình thì mình không thích nghe cái giọng của mình nhưng mà nhiều người thì rất là thích nghe cái giọng của mình và thế là tôi bắt đầu à, luyện tập và luyện tập và luyện tập bằng cách là luyện tập mình à, dùng cái điện thoại của mình đấy hoặc là cái máy tính của mình mỗi khi mình luyện tập mình ghi cái âm lại xong rồi mình nghe lại xong cái đoạn nào hay thì mình tiếp tục luyện theo cái giọng đó và cái đoạn nào không hay thì mình lại phải xem là tại sao nó lại không hay Đấy, mình xem là tại sao nó không hay và có một cái nghịch lý là đôi khi cái việc mà mình không muốn nghe lại cái giọng của mình cũng có thể là vì đó không phải là sự thật cho nên là mình ngượng với cái giọng của mình cho nên là đối với các anh chị mà hôm nay mình luyện giọng thì hãy luyện một cái gì đó là sự thật tức là mình nói cái sự thật ở đây khi mà mình nói cái sự thật thì mình càng cảm thấy mạnh mẽ hơn mình càng cảm thấy tự tin hơn nhưng mà nếu mà mình chúng ta chưa có cái gì để nói thì cách tốt nhất là các anh chị luyện tập nó với một cuốn sách ta lấy một cái cuốn sách ra ta tập đọc giống như là à, ngày xưa chúng ta luyện tập ấy, đấy, xong đó thì chúng ta ghi âm lại rồi chúng ta nghe rồi chúng ta vẫn luyện lại cái giọng đó, vẫn, vẫn luyện lại cái đoạn văn đó cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình thích nghe thì thôi thì à, mình cắm cái giống như tôi đang ghi âm cái đoạn này đây thì tôi đang cắm cái tai nghe vào cái điện thoại và sau đó tôi nói chuyện như thế này thôi thì các anh chị mà thấy cái giọng của tôi nó cũng là bình thường giống như mình nói chuyện hàng ngày đấy. Đấy thì đấy là cái cách thứ thứ nhất. À, cách thứ hai là ở trong các cái cuộc nói chuyện thì tôi thường là để cái điện thoại ghi âm của mình xuống. Thì trước mắt thì à, đầu tiên thì nó xuất phát từ cái nghiệp vụ của mình là cái nghề nghiệp là luật sư thì mình muốn lưu lại các cái bằng chứng của cái việc nói chuyện. Thế là mình thường có thói quen là à, ghi âm lại. Nhưng mà à, trên thực tiễn thì ghi âm lại sau đó thì mình nghe lại của mình thì dần dần mình quen với cái giọng của mình và cũng đó là cái việc mà mình điều chỉnh dần cái giọng của mình để nghe nó hấp dẫn hơn thế cho nên là anh chị có thể là để cái điện thoại để cho nó ghi âm uh, cái uh, cuộc nói chuyện hàng ngày của mình để mình xem là cái giọng của mình đang nói chuyện với uh, mọi người ra làm sao thế thì uh, trước hết thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị về cái uh, giọng nói thế thì uh, giọng nói ở đầu tiên ý là nó có độ to độ nhỏ tức là âm vực à gọi là âm lượng đấy ta có thể nói rất là to như thế này cũng được đây là đoạn văn nói rất là to nhưng mà mình cũng có thể nói thầm như thế này thì đây là nói thầm với cái cường độ rất là thấp nên là mình sẽ nói thầm như thế này như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cường độ âm thanh là có thể ảnh hưởng tới cái bài nói chuyện của chúng ta có thể những lúc chúng ta cần phải nói rất là to và vang lên như thế này nhưng mà cũng có lúc thì chúng ta lại dùng cái giọng bình thường như thế này thôi nhưng mà cũng có thể trong cái tình huống nào đấy thì chúng ta dùng cái giọng với cái âm lượng thấp như thế này như vậy thì cái yếu tố ảnh hưởng đến cái đến cái giọng của chúng ta đầu tiên đấy là âm lượng chúng ta cần có cái bài tập nói to và bài tập nói nhỏ đấy thì là đấy là tí nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thực hành các cái bài tập như vậy cái điều thứ hai là âm vực hay là trường độ của cái âm thanh hay là độ cao của cái âm thanh chúng ta có thể nói cái âm thanh rất là cao âm thanh nó rất là cao như này và cao nữa lên cũng được thì tất nhiên là có một số người có thể là nói cao hơn nữa thì là âm thanh nó cao nhưng mà chúng ta có thể dùng cái giọng trầm để nói chuyện như thế này và đây là một cái giọng rất là trầm cao âm thanh này rất là cao và tôi đang nói rất là cao nhưng mà chúng ta cũng có thể nói chuyện một giọng rất là trầm rất là trầm và trầm như thế này thì đấy là cái chúng ta nói về cái uh, âm vực và bây giờ thì chúng ta còn có cái thứ ba ảnh hưởng đến cái uh, phong cách nói chuyện của chúng ta đó là tốc độ uh, của lời nói bình thường chúng ta có thể nói rất là nhanh như này và đây là cũng chính là cái điều mà chúng ta có thể nghe thấy là bình luận viên bóng đá trong một số tình huống mà khẩn cấp thì họ nói rất là nhanh và cũng đây cũng là cách mà chúng ta có thể làm cho cái tốc độ cũng như là cái nhịp độ của những người xung quanh được cuốn hút thì chúng ta nó có thể có rất là nhiều năng lượng đấy 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 là cái cách mà chúng ta nói nhanh nhưng mà uh, chúng ta cũng có thể nói chậm trong những cái tình huống như thế này và khi chúng ta nói chậm thì chúng ta có thể nhấn có thể nhả ra để mà tạo cho cái bài nói chuyện của chúng ta nó được uyển chuyển hơn thì đấy là cái yếu tố thứ ba tức là cái yếu tố à, tốc độ của lời nói thế còn có một cái điều nữa là sự kết hợp là ở cuối câu chúng ta có thể kéo lên hoặc cuối câu chúng ta thể xuống à, đấy là là cái dùng à, cái à, gọi là độ cao của câu nói ở cuối câu hoặc là hoặc là ở à, hoặc là trầm của cuối câu thì nó đều tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Thế thì nguyên à, nguyên tắc ở đây là nếu như à, bạn muốn truyền được cảm hứng thì à, cái giọng đọc à, giọng nói chuyện trầm âm thanh trầm vang xa và chậm thì sẽ dễ đi vào lòng người hơn và mọi người sẽ nghe được chúng ta Thế thì ở đây à, chúng ta sẽ có một số cái tôi đề xuất cho các anh chị à, hàng ngày hãy dành ra ít nhất là 10 phút để luyện tập các cái bài tập như sau và khi mà chúng ta luyện tập các cái bài tập này thì chúng ta sẽ có được cái giọng đọc tốt Thế thì à, đầu tiên đó là chúng ta luyện tập à, bằng cách là chúng ta à, đọc một cái đoạn văn với cái giọng bình thường của ta À, thì à, chúng ta cứ ghi âm lại thôi à, tất nhiên là lần đầu tiên thì bạn nghe nó sẽ là không thể chấp nhận được nhưng mà ngày nào bạn cũng luyện tập và bạn luyện tập liên tục cho tôi trong vòng 21 ngày thì chắc chắn là bạn sẽ có một cái giọng đọc rất là hay đấy nhá thì thứ nhất là thế này à, chúng ta phải biết rằng là cái giọng của những người hay nhất chính là giọng của à, truyền hình quốc gia và đài tiếng nói Việt Nam, truyền hình Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam nên là bạn có thể lắng nghe cái bản tin thời sự đấy chính là cái giọng của phát thanh viên, chính là cái giọng đọc chuẩn nhất. Rồi ở trên đài có cái chương trình đọc truyện, có thể đọc truyện ban ngày, đọc truyện đêm khuya thì đấy cũng là cái cách mà chúng ta lắng nghe cái giọng đó để mà biết được là nó hay như thế nào. Nếu mà bạn có cái điện thoại mà có thể nghe được FM, bạn có thể ghi âm các cái đoạn nói chuyện hay lại và bạn nghe đi nghe lại để mà luyện tập theo cái giọng đọc đó. Còn có cái giọng nữa là giọng ở trong phim, các bạn cũng có thể xem những cái bộ phim hay, thực ra là những cái bộ phim kinh điển của của hãng phim truyện Việt Nam ngày xưa là cũng có rất là nhiều phim có cái giọng đọc hay, giọng lồng tiếng hay thì các anh chị có thể tìm lại ở trên kênh YouTube những cái bộ phim cũ như vậy. À, chúng ta có thể search là phim truyền hình Việt Nam nó có thể ra. Thế thì chúng ta nghe những cái giọng đấy để chúng ta thấy là xem là cái giọng nào phù hợp với mình thì mình sẽ lắng nghe. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài cái bài tập luyện Bên cạnh cái việc nghe thì việc tiếp theo là chúng ta luyện và chúng ta nghe lại chính cái giọng của mình. Và sau đó từng cái đoạn một chúng ta điều chỉnh. Trước hết đó là chúng ta cần phải có một cái giọng bình thường, đọc giọng đọc bình thường để chúng ta làm cái chuẩn trước. Thế sau đó chúng ta luyện một cái bài tập là, là luyện đọc nhanh. Chúng ta sẽ tăng cái thời gian lên, à, chúng ta sẽ tăng cái tốc độ lên khoảng 20% so với cái bài đọc chậm, đọc bài đọc bình thường. Rồi chúng ta lại đọc chậm chậm hơn 20% so với cái bài à, đọc bình thường. Rồi sau đó chúng ta đọc một cái bài cao, giọng cao, cao hơn cái bài đọc bình thường và chúng ta đọc một cái bài rộng trầm, trầm hơn cái bài bình thường. Đó. À, sau đó thì chúng ta còn một cái luyện cái bài tập nữa là đọc ngân nga, tức là đọc liên tục giữa các cái âm thanh, giữa các cái từ ấy, là nó phải kéo dài sát nhau. Thì cái bài tập này là không được nghỉ để nó cho các bạn cái phương pháp để lấy hơi tự nhiên bắt bắt buộc bạn phải lấy hơi bằng bụng để bạn có thể đọc được những cái câu dài mà không ngắt tí nào thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, luyện tập thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là trên màn hình đấy tôi sẽ đọc một cái đoạn văn ở trong sách sau đó thì các bạn nhìn thấy đoạn văn trên sách này xong chúng ta sẽ nhìn thấy tôi đọc mẫu nhá. thế thì bây giờ trước hết là đoạn văn hàng ngày nhớ là luyện cái bài tập này hàng ngày này Thứ nhất là đọc chậm, thứ hai là đọc nhanh lên, thứ ba là đọc à, chậm xuống, thứ tư là đọc to lên, thứ năm là đọc à, nhỏ lại, à, thứ sáu là chúng ta đọc ngân nga cái giọng của mình. Thế thì chúng ta chỉ cần khoảng độ à, 10 đến 12 phút luyện tập một cái này hàng ngày, thì chúng ta chỉ cần một cái đoạn văn à, khoảng một phút rưỡi, thì chúng ta biết rằng là à, một cái người bình thường đọc với tốc độ bình thường ấy, thường thì là một giây có hai từ. Một phút rưỡi tức là 180 từ. Thế thì một cái câu văn à một cái dòng đọc sách bình thường ấy thì nó có khoảng là 14 chữ. Như vậy thì chúng ta chỉ cần luyện một cái đoạn văn à, khoảng à 10 đến 12 dòng là được rồi. Thì chúng ta chỉ cần luyện một cái đoạn văn à, từ 10 đến 12 dòng và chúng ta sẽ có một kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ luyện một cái một cái đoạn văn. Đó, một cái đoạn văn tôi sẽ cùng các anh chị luyện một cái đoạn văn khoảng 10 dòng nhá. Sau đó thì hàng ngày các anh chị nhớ là luyện cái điều này. Và nếu mà khi luyện thì nhớ là ghi âm lại. Và sau khi âm lại thì nhớ là bạn sẽ bạn sẽ lưu theo từng ngày một. Và sau đó hàng 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 tuần bạn kiểm tra, bạn nghe lại những cái đoạn mà bạn đã ghi trước đó xem cái sự tiến bộ của mình như thế nào. Nếu mà sau khi bạn luyện tập xong mà có hay thì nhớ là comment ở dưới cái video này cho tôi nhé. Là tôi biết là kết quả các bạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là luyện tập đọc bình thường. Đấy, thì tôi sẽ kiếm một cuốn sách à, tôi lấy một cuốn sách bất kỳ ra tôi à, tìm một cái đoạn để đọc Đấy, tôi đi tìm một cái đoạn đọc nhé à, để, đi tìm một cuốn sách nào rồi tôi sẽ đọc về một đoạn văn à, giọng đọc bình thường hãy nghĩ về đôi chân mình chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân chẳng hạn như giữ thăng bằng đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình Và thực sự cảm nhận điều ấy Đó Đó là cái giọng đọc đầu tiên của tôi à, Giọng đọc bình thường Bây giờ tôi sẽ đến giọng đọc nhanh Để cho các anh chị nghe Chỉ cần đọc nhanh hơn 20% thôi Hãy nghĩ về đôi chân của mình Chúng là phương tiện chính Giúp bạn di chuyển trong cuộc sống Hãy nghĩ về tất cả những điều Bạn cần dùng đến đôi chân Chẳng hạn như giữ thăng bằng Đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm nhận điều ấy. Đó, đó là cái bài đọc nhanh. Bây giờ ba là chúng ta sẽ đến cái bài đọc chậm này. Hãy nghĩ về đôi chân mình. Chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống. Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân. Chẳng hạn như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thực sự cảm nhận điều ấy. Đó, đó là cái bài tập đọc số 3, tức là chúng ta đọc à, với tốc độ chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài đọc to. Chúng ta cần tăng cái âm lượng lên khoảng 20%. Hãy nghĩ về đôi chân mình. Chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống. Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân. Chẳng hạn như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố, đi đến sân bay. Hãy đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm nhận điều ấy. Đó, đó là cái bài đọc to. To thêm 20% so với âm lượng thông thường. Giờ ta giảm cái âm lượng lại nhỏ hơn 20% so với giọng đọc thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ đọc này. Hãy nghĩ về đôi chân mình chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống hãy nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân chẳng hạn như giữ thăng bằng đứng lên ngồi xuống tập thể dục nhảy nhót đi cầu thang lái xe và hơn hết là khả năng đi lại đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà đi đến phòng tắm xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố, đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm ơn điều đó. Đó, đó là cái giọng đọc chậm và 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 chậm và và nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái giọng đọc cao này. Hãy nghĩ về đôi chân mình. Chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống. Nghĩ về những điều bạn cần dùng đến đôi chân. Chẳng hạn như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, nhảy nhót, đi cầu thang, lái xe và hơn hết là khả năng đi lại. Đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà, đi đến phòng tắm, xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe. Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố đi đến sân bay hay đi dạo trên bãi biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm nhận những điều ấy. Đấy, đấy là cái bài đọc với giọng cao. Tất nhiên là tôi là cái giọng nam trầm thì tôi không thể lên cao. Tức là mình cũng cần phải có luyện, luyện tập dần dần. Thế bây giờ thì tôi sẽ xuống cái giọng nam trầm này. Hãy nghĩ về đôi chân mình. Chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống hãy nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân chẳng hạn như giữ thăng bằng đứng lên ngồi xuống tập thể dục nhảy nhót đi cầu thang lái xe và hơn hết là khả năng đi lại đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà đến phòng tắm xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng dạo bước xuống phố đi đến sân bay đi dạo trên bãi biển khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống. Hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm ơn điều đó. Đó, đó là cái bài đọc to, à, đọc bình thường, đọc à, nhanh, đọc chậm, đọc cao, đọc thấp và đọc to, đọc nhỏ. Và bây giờ chúng ta đến với cái bài tập quan trọng nhất của cái quá trình luyện tập này, đó là bài tập ngân nga. Cái bài tập ngân nga này nó giúp chúng ta có cái hơi dài để cho chúng ta khi mà nói chuyện thì chúng ta tròn vành rõ tiếng là đúng rồi này còn thêm một cái nữa là chúng ta có cái giọng đọc khỏe cũng như là lâu bây giờ chúng ta sẽ cùng cái cách làm là như thế này với mỗi một cái từ khóa à, chúng ta đọc mà không được ngắt nghỉ mỗi một cái từ khóa chúng ta đọc mà không ngắt nghỉ Đấy, tức là nhắc cái từ nó liền vào với nhau không dừng lại không có khoảng trống giữa các từ đó, nó sẽ liên liên tục với nhau và không có cái khoảng trống ở giữa các cái từ với nhau đó bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập nhé hãy nghĩ về đôi chân mình chúng là phương tiện chính giúp bạn di chuyển trong cuộc sống nghĩ về tất cả những điều bạn cần dùng đến đôi chân chẳng hạn như giữ thăng bằng đứng lên ngồi xuống tập thể dục nhảy nhót đi cầu thang lái xe và hơn hết là khả năng đi lại đôi chân giúp bạn đi lại trong nhà đi đến phòng tắm xuống nhà bếp để uống nước và đi ra xe Đôi chân giúp bạn dạo quanh những cửa hàng, dạo bước xuống phố đi đến sân bay hay đi dạo trên biển. Khả năng đi lại giúp chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống hãy nói cảm ơn đôi chân của mình và thật sự cảm nhận điều ấy đó đó là những cái bài luyện tập đó là những cái bài luyện tập để cho các anh chị là luyện tập thường xuyên để mình à, có khả năng là à, điều khiển sân khấu được tốt hơn à, cũng như là để mình nói chuyện hàng ngày thế thì bây giờ các anh chị còn nhớ là lý thuyết thì thì nó vậy thôi nhưng mà khi luyện tập thực sự thì nó mới đem lại kết quả cho mình được nên là tôi mong các anh chị với cái bảy cái bài tập như thế này thì hãy luyện tập nó hàng ngày chỉ cần là bạn luyện nó khoảng độ 10 đến 15 phút mỗi ngày thôi thì sau 21 ngày chúng ta sẽ nghe lại những cái video ban đầu có thể là lúc đầu mình rất là ngại nghe nhưng mà sau 20 ngày 21 ngày mà chúng ta luyện tập liên tục như thế này thì tôi tin chắc là giọng của bạn có hay đến mức mà có thể truyền cảm hứng cho chính mình À, giống như tôi bây giờ là rất nhiều lần là tôi tự bật điện thoại lên à, tôi ghi âm lại tiếng của mình sau đó mình nghe cái tiếng của mình cũng rất là hay nên là à, hôm nay nếu anh chị nào sợ thì cứ bắt đầu à, bằng việc là luyện tập và à, lôi sách lôi một cái đoạn văn đoạn báo nào ra bên cạnh mình ra và luyện tập đừng chỉ đọc một loại sách bất kỳ loại sách nào cũng đọc nên đọc và khi đọc xong thì nhớ là à, comment ở bên dưới cái này và để chính đó là cái cách mà chúng ta à, có thể tương tác nhiều với, với nhau nhiều hơn Chúc cho các anh chị có một giọng đọc à, giọng nói chuyện cũng như là giọng truyền à, cảm hứng à, cho mọi người à, và sẽ có thể được à, dẫn dắt mọi người và trở nên giúp cho họ cuộc sống trở nên tốt hơn. Hãy nhớ rằng là con người hơn các loài động vật khác chính là giọng nói của mình. À, và bởi vậy cho nên nếu các anh chị luyện tập cho mình một cái giọng nói tuyệt vời thì cuộc sống của anh chị sẽ tuyệt vời. Và cuối cùng à, đừng quên đăng ký kênh à, YouTube của tôi ở bên dưới. Bấm vào nút đăng ký và à, nhớ là bấm vào cả nút chuông để khi mà tôi live stream thì các anh chị nhìn thấy tôi. Bấm vào nút đăng ký ở bên dưới nhé. À, và nếu các anh chị thấy cái phương pháp luyện tập này hay trong quá trình luyện tập. Thì cứ comment vào trong cái video này. À, tôi sẽ trả lời từng anh chị khi mà gặp phải những cái vấn đề các anh chị quan tâm. À, Phạm thanh Long à, xin chào các anh chị và chúc các anh chị có một giọng nói chuyện tuyệt vời. Bye bye.